Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, dân dẫn các em với bài tập toán lớp 3 sức kết nối chưa khúc cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm liên quan khi quảng cáo. Các em xem quảng cáo giúp Hệ Liêm để hay thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 57 chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiết số 3, trang 48. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 mình sẽ đặt tính giờ tính nha. Giờ trước hết là 4.436 mình chia 4. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính bình thường nha. 4.436 mình sẽ chia cho 4. Trước hết mình sẽ lấy 4 chia 4. 4 chia 4 được 1, viết số 1. Giờ 1 nhân 4 là 4. 4 chia 4 bằng 0, viết số 0. Hạ số 4 xuống. Mình sẽ lấy 4 chia 4, tiếp 4 chia 4 được 1, viết số 1. 1 nhân 4 là 4, 4 chia 4 bằng 0, viết số 0. Hạ số 3 xuống, mình sẽ lấy 3 chia 4. 3 chia 4 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 4 là 0, 3 chia 0 bằng 3, viết số 3. Hạ số 6 mình sẽ được 36. 36 chia cho 4 thì được là 9, viết số 9. 9 nhân 4 là 36, 36 chia 36 bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 1.109, đúng nè. 4.436 chia 4 sẽ bằng 1.109. Giờ tiếp theo là 2.590 chia cho 5. 2.590 mình sẽ chia cho 5. 5. Giờ trước hết mình sẽ lấy 25 chia 5. 25 chia 5 được 5, viết số 5. 5 nhân 5 là 25. 25 trừ 25 bằng 0, viết số 0. Hạ số 9 xuống, mình sẽ lấy 9 chia 5. 9 chia 5 được 1, viết số 1. 1 nhân 5 là 5, 9 chia 5 được 4, viết số 4. Hạ số 0, số mình được 40. 40 chia 5 được 8, viết số 8. 8 nhân 5 là 40, 40 chia 40 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 518. 2.590 chia 5 sẽ bằng 518. Giờ tiếp theo là 8.007 chia cho 8. 8.007 mình sẽ chia cho 8. Giờ trước hết lấy 8 chia 8 được 1, viết số 1. 1 nhân 8 là 8, 8 chia 8 bằng 0, viết số 0. Hạ số 0 xuống, mình không chia 8 cũng bằng 0, viết số 0. 0 nhân 8 bằng 0, 0 chữ 0 cũng bằng 0, viết số 0. Hạ số 0 xuống. Mình sẽ lấy 0 chia 8 bằng 0, viết số 0. 0 nhân 8 bằng 0, 0 chữ 0 bằng 0, viết số 0. Hạ số 7 xuống. Mình sẽ là 7 chia 8. 7 chia 8 cũng bằng 0, viết số 0. 0 nhân 8 bằng 0, 7 chữ 0 cũng bằng 7, viết số 7. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 1.000 và như 7. 8.007 chia 8 sẽ bằng 1.000 và như 7 nha. Tiếp theo là 1.928 mình sẽ chia cho 6. 1.928 chia cho 6. Trước hết mình sẽ lấy 19 chia 6. 19 chia 6 được 3, viết số 3. 3 nhân 6 là 18, 19 chia 18 được 1, viết số 1. Hạ số 2 xuống mình được 12. 12 chia 6 được 2, viết số 2. 2 nhân 6 là 12, 12 chia 12 bằng 0, viết số 0. Hạ số 8 xuống mình sẽ lấy 8 chia 6. 8 chia 6 được 1, viết số 1. 1 nhân 6 là 6, 8 chia 6 được 2, viết số 2. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 321 và chữ 2. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em xong bấm click video, thầy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ tính nhẩm theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu 5.000 chia 5. 5.000 chia 5 mình sẽ lấy 5 chia 5 được 1. 1.000 giữ nguyên kết quả là 1.000. Như 5.000 chia 5 sẽ bằng 1.000. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu tiếp theo 6.000 chia 3. 6.000 chia 3 mình lấy 6 chia 3 được 2.000 giữ nguyên kết quả sẽ là 2.000. Tiếp theo là 4.000 chia 2. Thì mình sẽ lấy 4 chia 2 được 2.000 giữ nguyên kết quả là 2.000. Tiếp theo là 8.000 chia 8. Mình sẽ lấy 8 chia 8 được 1.000 giữ nguyên kết quả là 1.000. Đúng. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dưới bằng hoặc chỗ trống nha. Câu A là 4.500 chia 9 và 8.000 chia 4. Giờ bây giờ mình sẽ tính nhắc phía dưới này cho các em xem. Như giờ mình sẽ đi tính với trái, sau đó tính với phải mình mới so sánh được nha. 4.500 chia cho 9 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy 4.500 này mình có thể nhẩm là 4.500. 4.500 chia cho 9, mình sẽ lấy 45 chia 9 được 5. Chăm giữ nguyên kết quả là chặt được này. Giờ tiếp theo là 8.000 chia cho 4. 8.000 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 8 chia 4 được 2.000, giữ nguyên kết quả là 2.000. Đúng này. Như vậy mình thấy là 500 với 2.000 rõ ràng 500 phải nhỏ hơn, nên chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Giờ hãy cũng tính với trái, sau đó tính với phải, giờ so sánh nha. 9.000 chia 3. 9.000 chia 3 thì mình sẽ lấy 9 chia 3 được 3.000, giữ nguyên kết quả là 3.000. Đúng. Tiếp theo là 300 nhân 8. 300 nhân 8 thì mình sẽ 3 nhân 8 là 24. Chăm giữ nguyên kết quả là 24 chăm. 24 chăm có nghĩa là hình 2.400. Giờ như vậy là với trái mình tính được 3.000, với phải mình tính được 2.400, mình so sánh 3.000 và 2.400 thì so sánh 2.000, đây là 3, 2, rõ ràng 3 sẽ lớn hơn 2, có nghĩa 3.000 sẽ lớn hơn 2.400, nên chỗ này mình sẽ điền dọc lớn hơn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu C. Như vậy 5.600 chia cho 8, 5.600 chia cho 8 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy trước hết mình sẽ lấy 56 chia cho 8. 56 chia 8 được 7. Như vậy kết quả là 700. Tiếp theo là 350 nhân cho 2. 350 nhân cho 2 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Nhưng mình sẽ lấy 2 nhân 0 bằng 0, viết số 0. Giờ 2 nhân 5 là 10, mình sẽ viết 0 với 1. 2 nhân 3 là 6, khi 1 nhớ là 7, kết quả là 700. Như mình thấy là với trái mà tính được 700, với phải cũng 700, nên chỗ nằm sẽ điền dấu bằng. Đúng không? Như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ phần tính nhắc thầy sẽ xóa đi nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta nói là viết số kết hợp và chữ chấm. Có ba con kiến ABC bò trên ba vòng tròn. Con kiến C bò được một con kiến C bò một vòng sẽ được là 9.327 mm, dài gấp 3 lần một vòng của con kiến E. Câu A người ta hỏi là kiến A bò một vòng được bao nhiêu mm? Như vậy ở câu số 4 này người ta nói là có ba con kiến ABC bò trên ba vòng tròn, kiến C bò được một vòng sẽ được là 9.327 mm.
dài gấp 3 lần một vòng của con kiến e. Bây giờ muốn tính xem kiến e bò được một vòng bao nhiêu thì mình lấy số này chia cho ba này được không? Kiến C gấp 3 lần kiến E thì muốn tìm kiến E mình sẽ lấy số này chia số này là được đúng không? Giờ hãy sẽ tính giá phía dưới này cho các em xem. Như giờ hình mình sẽ thực hiện phép chia. Thầy sẽ tính dưới này. 9.327 mình sẽ chia cho 3. Sẽ bằng bao nhiêu? Trước hết lấy 9 chia 3 được 3 với số 3. 3 nhân 3 là 9, 9 trừ 9 bằng 0 với số 0. Hạ số 3 xuống. 3 chia 3 được 1 với số 1. 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 3 bằng 0 với số 0. Hạ số 2 xuống. 2 chia 3 bằng 0 với số 0. 0 nhân 3 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2 với số 2. Hạ số 7 xuống mình sẽ được là 27. 27 chia 3 được 9 với số 9. 9 nhân 3 là 27, 27 trừ 27 bằng 0. Như vậy kết quả là 3.109. Như mình ghi ở đây chính là 3.109 mm đúng không? Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B người ta nói là con kiến B bò một vòng sẽ dài gấp 2 lần một vòng của con kiến E. Như vậy kiến B bò một vòng được bao nhiêu mm? Như mình thấy là kiến B một vòng sẽ dài gấp 2 lần. Như mình sẽ lấy số này nhân cho 2 là được. Giờ thầy sẽ tính giá phía này cho các em xem. Như mình sẽ lấy số này nhân 2 nhé. 3.109 nhân sang cho 2 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nhé. Mình sẽ lấy số 2 nhân hàng đơn vị. 2 nhân 9 là 18, viết 8 nhớ 1. 2 nhân 0 là 0, khi 1 nhớ là 1. Hàng trăm, 2 nhân 1 là 2, viết số 2. Hàng nghìn, 2 nhân 3 là 6, viết số 6. Kết quả là 6.218. Nhưng mà sẽ điền ở đây là 6.218 đúng không? Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các hiệu bài các em sẽ bấm hết video hay biết kênh hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiểu bóng khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, có sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm. Hãy chúc các em học tập tạm biệt các em nhé.